Ca Mâu Ni Phật. Sư xin chào hết tất cả anh chị em thiền sinh, bạn đạo Phật tử tham dự cái buổi Zoom ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ bảy, 3 tây tháng 4 năm 2021. Cách đây vài bữa sư có nhận được một cái tin báo cho biết có một người Phật tử ở dưới chùa Thích Ca Thiền Viện. Anh chị này cũng là thiền sinh, cũng là người tu tập khá lâu rồi. Rồi sau này một thời gian anh chị không có tới Thích Ca Thiền Viện nữa, anh chị đi theo phương pháp thiền tập bên phương pháp Huỳnh Ca, đó đó là anh Đào với chị Ngọc Anh. Thì cô lá Liên Phan báo cho biết là chị Ngọc Anh chết rồi, mà không biết bệnh gì mà đưa vô trong nhà thương rồi người ta phải dùng máy trợ thở, và không biết được bao lâu rồi. Thì cô Liên nói rằng là bây giờ gia đình quyết định rút máy ra, và khi mà quyết định rút máy ra đó thì cô chị đây là cái vấn đề mà anh chị em phải để ý cẩn thận. Cái này sư có nghe một bài pháp của một vị thiền sư thầy của sư, để sư đi kiếm tài liệu rồi sư sẽ nói của mình. Bây giờ cái người đó là người anh của mình, người chị của mình quyết định với nhà thương, mình nói rằng mình muốn cho anh, cho chị, cho cái người em của mình là người nào đó đó thì rút cái ống đó ra, tại vì sống như vậy, sống sống ký sinh như vậy khổ quá, khổ khổ cho cái người đó mà khổ cho mình nữa. Và cái chuyện mà rút cái ống ra để cho cái người này ra đi một cách tự nhiên đó, thì quý vị thấy là cái vần là hợp lý. Nhưng mà con người ta đặt câu hỏi với ngài thiền sư, khi mình làm như vậy với cha với mẹ mình có tác ý với cha với mẹ không, quý vị thấy không? Đặt cái câu hỏi mình thấy khó trả lời vô cùng. Và sư nghe cái câu này cách đây cũng cả gần 20 năm đó. Lúc đó là sư đang ở bên bên, bên Cali đó quý vị. Ở bên Cali sư ý sư muốn nói là sư vẫn còn là đi tu tập với ngài hòa thượng thiền sư Usila Nanda đó. Và sư nghe người ta đặt cái vấn đề này với ngài thiền sư, mình rút ống cho cái người mà không phải là bà con của mình dễ, bà con của mình hơi đã khó rồi, anh chị em mình khó rồi, bây giờ tới cha mẹ mình không rút ra thì mình chịu đựng nổi, vân 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 đấy. Thôi bây giờ thôi, để có dịp khác mình sẽ nói cái vấn đề này sau. Bây giờ đó nói chuyện về hành thiền, vì trong khi mà chúng ta mà hành thiền á thì cái tâm suy nghĩ ai cũng biết là tâm ngồi vô là nó suy nghĩ à. Cho dù quý vị có muốn không muốn, tâm quý vị nó vẫn sinh hoạt như thường, nó vẫn suy nghĩ. Khi mình ngồi chẳng hạn như bây giờ sư vừa mới nói cái chuyện có một người Phật tử tu tập lâu năm rồi bây giờ mất rồi chẳng hạn, quý vị nghe sư đặt cái vấn đề cái chuyện mà rút ống, thì tâm quý vị khi mà ngồi nhắm mắt là quý vị suy nghĩ tới cái chuyện đó. Nếu mà quý vị có một người cha, một người mẹ đang đau rất là nặng là như thế nào đó, thì anh chị em thấy là gì đây, cái tâm của mình đó, nó luôn luôn nó làm việc à, gần như 24/24, ngủ nó cũng suy nghĩ và thức nó cũng suy nghĩ rồi mà ngủ nó cũng suy nghĩ nữa, mơ là một hình thức của suy nghĩ đó. Thì bây giờ đó, trong cái câu này đó, thiền sư nói cho mình nghe một cái điều đó mà nói với diện một cái dạng khác. Thì bây giờ đó, cái câu hỏi là như thế này quý vị này, là cái cô này có hỏi: thưa sư, con ngồi thiền con thấy tâm suy nghĩ phát sanh, con thấy tâm suy nghĩ khởi sanh lên, con biết tâm con đang suy nghĩ về cái vấn đề sư vừa mới nói chẳng hạn, thì tức thì con ghi nhận tâm suy nghĩ mất 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 thật không sư, có mất thật không, những cái tâm suy nghĩ, những cái điểm suy nghĩ nó khởi lên mình nhìn nó thì mình thấy nó biến mất thật, rồi mình trở lại hơi thở thấy nó biến mất trở lại hơi thở, vậy nó mất thật không? Thì bây giờ đây là cái câu trả lời quý vị: ghi nhận tâm suy nghĩ mất mất đó chỉ là ở mức thô mà thôi, còn ở mức vi tế tâm chúng ta suy nghĩ liên miên như một dòng nước chảy. Khi mà anh chị em nghe cái câu này, sư không biết anh chị em phản ứng như thế nào, nhưng mà cá nhân sư nghe nói rằng ở mức vi tế tâm của chúng ta suy nghĩ và suy nghĩ liên miên như một dòng nước chảy, sẽ có cảm tưởng như một dòng điện đó quý vị. Mà nếu như vậy thì mình sao mình chẳng được đấy, nó sinh hoạt tự nhiên, nó chảy liên miên như vậy thôi. Lâu lâu nó gặp cái lỗ thủng, mình nói dòng nước chảy phải không, gặp lỗ thủng nó bung lên cho mình thấy thì mình nói ô nước chảy, mình lấy cái gì mình đè lại, nhưng mà nó ở dưới nó vẫn sực cứ lấy, nó vẫn chảy như thường, ở dưới nó vẫn sinh hoạt như thường, nó không có đứng ở mức thô thôi, còn mức vi tế tâm chúng ta suy nghĩ liên miên và không ngừng giống như một dòng nước chảy. Tâm suy nghĩ rất cái gì, rất nhiều hình ảnh
mà chúng ta đã gặp. Ví dụ chúng ta đi chùa này chùa kia, chúng ta gặp vị người này người kia là vậy, bất cứ đối tượng là vật là cảnh hay là người hay là cái là bất cứ thứ cái gì đó, thì khi một khi mà đã nhìn đã vô trong mắt mình rồi đó thì nó ghi trong này, nó ghi trong này và mình biết cái đó là cái gì để làm sao mình tránh chứ. Ví dụ chẳng hạn như mình thấy một cái người mà cùi hủi thì mình biết đây là người cùi này thì mình tránh, ví dụ lấy ví dụ thôi. Hoặc giả một người mà mình thấy họ nói năng rất là nhiều, họ tham lam rất là dữ, nhắc nhở mình lên tránh, mình tránh chẳng hạn. Hoặc giả mình thấy đây là một người mà nói năng đàng hoàng tử tế, mình nhớ lần sau để mình gặp lại, mình làm bạn, vân vân và vân vân. Thì quý vị thấy khi mà mình nhìn một cái gì rồi đó là trong này, trong tâm mình nó ghi liền. Và trong này cái gọi là cái bộ tưởng á, nó phân tách cái này là cái gì, cái gì, cái gì, ai, và nó để trong một cái tưởng đó, cái gì, nó giữ trong đó giống cái memory vậy đó. Lần sau mà gặp đối tượng này nữa, nó kéo cái này ra và nó xử lý cái vấn đề trước mặt mình theo cái tưởng mà nó đã ghi nhận. Ở mức thôi thôi, còn mức vi tế tâm chúng ta suy nghĩ liên miên, và rất nhiều hình ảnh chúng ta đã thấy trong quá khứ bây giờ nó còn giữ lại trong đó, nó chưa tiêu đi đâu. Mùi, vị, quan kiến, những bài thơ chúng ta đã nghe đã lâu lắm rồi, những bài hát chúng ta học được từ lúc còn bé tí teo vẫn còn nằm im trong đó chưa đi đâu hết trơn. Thì quý vị thấy lấy cái gì đâu mà quý vị muốn nó ngưng. Bây giờ hễ mà nói công cha như núi Thái Sơn thì phải nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, nó tự động vậy, phải không? Thì từ nhỏ mình lớn mình học như vậy rồi mà. Bây giờ nó nằm ở trong này rồi, hễ mà nói một cái là nó bung ra liền tức thì. Anh chị em phải nhớ nè, khi mà mình nói rất nhiều về quá khứ đó, điều đó có nghĩa là bên ngoài này mình không interact nữa rồi, mình không còn đúng, mình không có liên hệ liên quan với những người, cái gì mà mình đang sống hiện tại bên này. Lấy ví dụ người lớn tuổi, điếc, mắt không thấy nữa, như vậy thì cái mối tương tác của họ đối với cái xã hội xung quanh nó bắt đầu nó ngưng lại rồi. Thấy vậy không? Nghe được người ta nói cái gì đâu. Hoặc giả là không thấy, mắt yếu quá không thấy. Hoặc giả là cái người đó họ tới, họ gặp mình bây giờ mình quên. Dạ mà thì cái sự tương tác của mình với cái ngoại cảnh đó bây giờ nó bớt rồi, thì bây giờ nó vô trong nội tâm. Và những cái hình ảnh này, những cái câu chuyện này, những cái bài thơ, những cái bài hát, những nhất là những cái chuyện đời mà mình đã gặp và mình làm cho mình rất là cảm xúc, thì quý vị thấy nó sẽ sống lại. Cái đó người già đó, ưa kể chuyện xưa là vậy đó quý vị. Chuyện xưa kể rất là giỏi, kể rất là hay, bao nhiêu năm cũng nhớ hết trơn rồi. Mình sao? Ăn chưa quên. Sao nay thấy ai không ăn, chưa có ăn gì hết trơn à? Mà ăn rồi mới ăn một tức thì ra đó. Mà đây là một vị sư nghe, chứ không phải là một người thường đâu nghe quý vị. Vì sao? Bị cái tưởng này nó làm việc là yếu rồi, nó không còn chính xác nữa. Vì vậy thì khi mà nếu mà hai điều mà chúng ta cần nhớ khi mà nghe những cái chuyện này, cái thứ nhất đừng có băng dẹp cái sự suy nghĩ của mình. Suy nghĩ là một cái luồng điện, một luồng nước tùy theo cái gì nói, khi mà đụng cái chỗ nào hỏng thì nó tuôn lên, nó chạy ra, hoặc giả là gắn cái bóng đèn vô thì nó sáng ra thì báo động cho quý vị biết là có điện. Nhưng mà nếu mà không có bóng đèn thì vẫn có điện như thường, của chừng rờ vô nó cũng giật như thường. Cái thứ nhất đừng có cái ý nghĩa là muốn chặn cái dòng suy nghĩ, đây là những hiện tượng tự nhiên nó sinh hoạt như vậy thôi. Một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó, khi mà những bài thơ, bài hát, những kỷ niệm xa xưa trong quá khứ nó cứ trả về trở lại và quý vị đem ra quý vị kể cho người khác nghe đó, điều đó có nghĩa là sao? Nghĩa là quý vị đã lớn tuổi rồi. Và cái mối tương tác của quý vị với xã hội xung quanh nó bây giờ nó bớt rồi. Thành ra quý vị ưa đem chuyện cũ ra nói lắm. Mình nói má, mình ba, mình má ở cái chuyện nó hoài má, má nói biết bao nhiêu lần rồi. Bữa nào mình cũng nghĩ cho coi. Nếu mình không tu tập và mình ngồi mình cũng lải nhải ba cái chuyện xa xưa không. Sẵn mình nói chuyện chuyện mà già đó, em sư có dịp gần ở sống gần cũng cái vị sư đó cũng lớn tuổi rồi, sao hơn sư có mười mấy 20 tuổi, trong kể về trường hợp của một cái bạn của ông, anh này là đi lính cái gì, anh sư nói anh là tại vì ông cụ này ông cũng hơn sư cũng chừng 10-11 tuổi thì cũng giống người anh đầu của sư vậy đó. Đi lính lên chức vụ chắc cũng cao lắm, thiếu tá, trung tá được gì đó không biết. Đến khi 75 cái được thay đổi đi ở tù,
đi cải tạo, cái đưa thuốc. Thì khi mà anh sau một thời gian mà nó cải tạo thì anh trở về, thấy là tu mà, thấy không? Đa phần giống như tất cả mọi người rồi. Thì anh trở về thì anh không còn, anh mới hỏi gia đình của anh thì người ta nói là bây giờ gia anh tiêu tan rồi, vợ anh đi lấy người khác rồi. Rồi anh hỏi đứa con của anh, rồi nói bây giờ nó ở với bà nội, bây giờ ở bà nội, tức là mẹ của anh, bây giờ bà nội ở đâu cũng không biết nữa, phải đi lang thang cuối cùng đi kiếm ra, về nhà quê biết bà ở nhà quê. Thì bà khuyên anh nói thôi mày với con mày thực kiếm cách mà đi, cái ba má cũng không chứa mày ở đây được, địa phương nó cũng dòm ngó, mà mày về Sài Gòn thì không có nhà có cửa rồi gì, ở ở lang thang hoặc là cũng khổ quá. Như vậy thì kêu người bạn của anh, tức là cái vị sư già mà ở với sư, nói đây là lần đầu tiên nó bị vợ nó bỏ. Mà theo chỗ tôi nghĩ lúc mà đi học tập cải tạo thì rất nhiều người được thăm nuôi, nó không có được thăm nuôi, thì điều này có nghĩa cho nó biết là vợ nó không còn ở nhà nữa, đi lấy người khác rồi. Đem thằng nhỏ qua bên Mỹ nuôi nấng lo lắng dạy dỗ. Biên nhỏ nó qua đó nó khoảng chừng 8-9 tuổi. Mấy tuổi thì sư không có biết chắc chắn, nhưng mà nó rất còn khá nhỏ, chưa có high school được. Thì anh tìm mọi cách, anh lo lắng, anh giữ gìn, anh dạy dỗ nó, anh tìm mọi cách. Tại vì anh này cũng có một chút đó, nuôi cho nó lớn, dạy cho nó học hành, nó đậu được cử nhân, được cái gì nó không biết, nó ra nó làm việc, nó có không có công việc làm, nó có vợ. Thì anh bị, thì anh tại vì cha hai cha con ở chung với nhau mà, anh mua cái nhà hai ông về, đến khi mà nó lấy vợ thì nó tạm về, tạm thời nó mua tới nó ở, vẫn anh vẫn tiếp tục cho nó ở, anh ở cái phòng nó nhỏ thôi, để phòng lớn cho nó ở. Thì anh bị stroke, bị tai biến què thì phải đưa vào nhà thương, bị tai biến đem vào nhà thương. Thì ở trong nhà thương anh nhắn về, anh nói rằng là thôi bây giờ đó đứa con anh nhắn vô, nó nói ba chắc là khi mà ba về chắc là tụi con vô nói chuyện cho ông, với là nói cho ông biết là ba về là chắc tụi con không còn ở đây nữa, tụi con mua đi chỗ bang khác. Nói tại sao vậy, phải đi mua, vợ con nó nói đi tiểu bang khác để cho có trường học của đàng hoàng tử tế, được cái nói rất nhiều lý do là tụi con phải đi. Thì ông mới nói rằng là đó con à, nếu như mà con đi đó, thì con nếu mà con đi đó thì con lên trên đó rồi con mua nhà rồi ba lên ba ở với con. Tại vì ba là mẹ con đã bỏ ba rồi, bây giờ tới phiên con nữa, nếu mà con bỏ ba chắc ba sống nổi. Bây giờ ba 70 mấy tuổi rồi. Quý vị biết thằng con nó làm sao, chạy vô trong nhà già nó ký gửi ông trong này luôn, nó không nhận ra nữa. Ở nhà già luôn. Bây giờ để bị bỏ lần thứ hai thì thấy. Vẫn chưa có ý thức rằng là con mình bây giờ nó không thương mình nữa rồi. Ở Việt Nam khác, bây giờ ở đây khác. Cái đau khổ của cái vị sư mà kể cho sư nghe là bạn của tôi nó khổ quá đi. Sau khi mà nó trẻ, nó đi lính, đi tráng, nó lên chức, lên đồ rồi vậy thì nó đối xử với tất cả mọi người rất là tử tế, nhưng mà đến khi mà đổi đời thì nó bị ở tù. Đau khổ. Về vợ bỏ, đau khổ. Bây giờ tới phiên con là đau khổ, mà cái đau khổ nhiều nhất là thằng con này. Tại anh hy sinh hết cả cuộc đời của anh. Thì quý vị thấy, câu chuyện là câu chuyện của ai à? Chứ đâu phải câu chuyện của sư này, mà sư này cứ nhắc nhở một lần nói gần như muốn khóc. Thì đây, những câu chuyện, những hình ảnh, những mùi, những vị, những quan kiến, những bài thơ, những bài hát chúng ta đã được nghe, chúng ta đã được học từ lâu lắm rồi. Bây giờ đâu vẫn còn ở trong tâm. Bây giờ kêu kể ra rất là chi tiết. Bây giờ sư nghe, quý vị nghe câu chuyện này của sư rồi. Bây giờ quý vị cảm nghe cảm động, quý vị thích quá thì quý vị cũng sẽ nhớ cho coi quý vị. Cái memory của mình không có delete được, nó nằm đó hoài. Thế vậy thôi. Thì cái tâm của mình là vậy. Thì quý vị sẽ hiểu một cái câu chuyện mình xúc động mình nhớ, thì anh tạp đổ lại tâm mình suy nghĩ, tưởng nó là làm việc. Và nó cứ vậy. Do đó mà khi mà anh chị em mà ngồi thiền, nó tạp đó lại cái chuyện bình thường thôi, làm sao đây. Khi chánh niệm càng lúc càng bé, bạn sẽ thấy rằng là nhiều lớp tâm suy nghĩ trong này, thấy những lớp sâu dần, và đôi khi tới những lúc bạn biết tâm đang suy nghĩ mà bạn không biết nó suy nghĩ cái gì nữa. That's okay. Ông nói vậy là giỏi rồi đây. Yeah. Như vậy thì làm sao mà mình chặn cái tâm suy nghĩ đây? Sư mới, lúc đầu mà sư mới tập
thiền đó quý vị, cái phương pháp của sư phòng xẹp phải là trở lại hơi thở, là hay là trong khi mà sinh hoạt hàng ngày trở lại trong tay trong chân, là sư làm giống như là lính vậy, chớp đây chớp đây tuốt bụng thúc suy suy chậm lại. Và sư thấy bây giờ một số vị cũng làm như làm dữ lắm, chẳng cái gì được đâu, nó là những cái dòng mà nó trôi liên miên như vậy, có điều kiện thì nó chảy thôi, làm sao mà kêu mình chặn đây. Vì vậy khi mà sư học nghe được những bài như thế này rồi, sư nhớ cái lời mà dạy trong hướng dẫn trong phương pháp quán tâm này, nói rằng sư nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Trời ơi, nó đúng làm sao, nó là hiện tượng tự nhiên mà, nó tự nhiên như vậy thôi. Câu chuyện mình đã nghe rồi về một người lính bị đau khổ rất là nhiều, đau khổ trong gia đình, đau khổ ngoài đời, đau khổ trong gia đình làm cho mình cảm xúc dữ quá, mà lính này là người bạn của mình. Thì bây giờ nếu mà hễ mà ai hỏi cái là tự nhiên nó tuôn ra, không thể nào mà giữ được cái chân. Thì anh chị em thấy bạn bỏ cái gì thì được, có một cái bạn không bỏ được, bạn không có delete á, tiếng Anh gọi là delete á, mình delete cái trong computer của mình delete hết tất cả những cái dữ kiện nào mình không thích nữa, cái memory trong óc mình không có delete được cái gì. Đức Phật mà khi mà ngài thành đạo rồi, ngài kể cho mình nghe cái câu chuyện mà ngài đã bố thí một chén cơm mà 91 kiếp trái đất. Một kiếp của trái đất thì mình lấy lấy một cách số tượng trưng thôi, 180 số zero thì quý vị số lớn bao nhiêu. 91 kiếp như vậy. Bây giờ này ngài còn nhớ, và ngày này nó trả quả cho ngài, ngài vẫn còn hưởng. Vì vậy ngài nói trời đất ơi, nếu mà quý vị hiểu như tôi hiểu là cái quả của cái sự bố thí với một cái tâm mà thành thật, với là cái tâm mà hoan hỷ vui vẻ, thì nó có cổ quả là biết bao nhiêu. Thì every single mouth, là cái đồ ăn ấy, quý vị cứ bỏ miệng, quý vị bẻ làm hai, quý vị chia. Một cái bánh quý vị bẻ làm hai, quý vị chia cho người khác, để quý vị thực hiện cái hành bố thí của chúng quý vị trong cách vô điều kiện á. Bởi vì thật ra có điều kiện gì đâu, mình làm mà mình tâm mình hoan hỷ, tâm mình vui vẻ, mình cho người ta vì mình sợ người ta đói, người ta thiếu thốn, mình thương người ta, không có dính mắc, không có muốn cái gì hết, unconditional. Thì cái phước của mình đã có rồi, nó có cái cần chi nó phải nó hỏi cái gì nữa, thấy không? Đức Phật ngài nói khi mà tôi bố thí, tôi đâu có biết cái gì đâu, tôi chỉ việc cho người đó vậy thôi. Thế mà hiểu mà tôi bố thí mà tôi hiểu rằng sự bố thí này với cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, với trí tuệ nữa thì ui cái phước còn dài biết bao nhiêu nữa. Tôi chỉ bố thí cách nghĩa là tôi cho một cách bình thường vậy thôi, để chia sẻ với cái sự thiếu thốn của người khác. Thưa Thư Tân thấy rằng tâm con suy nghĩ hoài, tâm suy nghĩ suốt ngày, nhưng nếu ai hỏi nghĩ gì thì thực sự con cũng không nhớ nữa. Đây là một sư cô tương đối lớn tuổi. Bây giờ vô tập thiền thấy tâm mình suy nghĩ hoài, hết chuyện này tới chuyện kia. Và bây giờ hỏi, bây giờ thường sư hỏi con, bây giờ con đã ngồi cái gì mà con nói là con có suy nghĩ, bây giờ con cũng nhớ suy nghĩ cái gì. Nội dung tâm suy nghĩ không thành vấn đề. Sư cô nhớ dùm tôi vậy. Sư cô đừng có thắc mắc là sư cô nghĩ cái gì, khỏi cần. Biết tâm mình suy nghĩ, cái đó là cái quan trọng. Vì vậy bạn ngồi thiền, tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ thôi. Rồi bây giờ đừng để cho nó tiếp tục chạy nữa, thì đem trở về với hơi thở của mình, đem trở về với một cái đối tượng ở trong thân của mình. Vui vẻ và làm như vậy, phải chấp nhận nó. Bổn phận của nó suy nghĩ, bổn phận của mình là duy trì chánh niệm. Thì không có chánh niệm thì làm sao cái tâm mình nó yên được. Mà cái tâm mình không yên thì làm thì nó tiếp tục suy nghĩ. Còn nhờ mình đem nó về, tức là mình có chánh niệm. Chánh niệm ở trong thân, chánh niệm ở trong cảm giác. Cái tâm mình nó cam xuống từ từ, nó yên xuống từ từ, xuống từ từ thì nó phải yên à. Như vậy thì cái sự hiểu biết, cái sự tư duy đúng, hiểu rằng đây là một hiện tượng tự nhiên không làm gì được, cứ việc duy trì chánh niệm đi, thì đây cái tâm này tự nhiên nó yên này. Vì vậy cái định này là định của thiền tứ niệm xứ. Samadhi là định đó quý vị. Là sao? Nó đến từ không phải sự tu tâm mà đến từ trí tuệ và tư duy chân chánh. Để quý vị thấy, mình đọc một chút rồi tự nhiên những cái sự mà mình học và mình kinh nghiệm nó sống trở lại cho mình. Vì vậy sư nói là nếu như mà quý vị nghe pháp của sư mà quý vị nghe ngày này qua ngày khác mà quý vị không tập, quý vị không có nhớ cái gì hết đâu. Ví dụ với quý vị để ý đi coi, mình nghe những cái bài hát mà mình rất là hay, mình rất là thích lúc mình nhỏ rồi vậy đó.
bây giờ họ hát lên thì mình nghe nghe vậy thôi, mình nghe một câu hai câu, chứ còn kêu mình nhớ cho đàng hoàng tử tế mình đâu có nhớ đâu. Ngược lại mà một cái câu chuyện gì đó đó, quý vị thấy thấy cái tâm mình nó đi vào đâu nhiều chút, nó thấy có cái sự nó phân tích chuyện này chuyện kia rồi vậy đó, thì trong này nó có cái phần trí tuệ nó làm việc, thì tự nhiên mình nhớ. Ví dụ chẳng hạn như sư nói, quý vị thấy cái câu chuyện vừa rồi đó của cái người mà cái anh lính đó, ông lính đó, là tại sao sao khi mình đã bị bỏ một lần rồi đó, mình không hiểu điều này và mình tiếp tục mình dính mắc vào người khác, dính mắc vào vợ vợ bỏ, vì cái mà nặng nhất là dính mắc thằng con này. Mình qua bên Mỹ rồi mình phải hiểu rằng con nít bên này nó khác, nó qua từ nhỏ mà nó đâu có biết cái gì, rồi nó mình nuôi lớn, phải là khi mình nó lớn nó nhỏ nó mới qua đây là mình đã khuyến khích nó là phải là gì đây, học tiếng Anh tiếng đồ rồi phải sinh hoạt để mà hội gì đó hội nhập vào trong cái cuộc sống mới, thì nó hoàn toàn nó gần như đó là cái thằng Mỹ à. Nó chỉ là vàng là cái da thôi, còn cái này là giống như trái chuối à, da vàng nhưng mà trong trắng. Thì bây giờ nó phải như vậy thôi, bây giờ nó có một cái gia đình thì nó phải lo cho nó không thể nghe mình nổi nữa. Bởi vì sao? Bởi vì trong cuộc đời của nó có một người đàn bà rồi, và người này cứ ngày nào cũng nhỏ to, đây là suy nghe các ông có vợ ông nói vậy chứ sư không biết à. To nhỏ nó hoài phải nghe thôi. Thôi bây giờ mình phải lên đó, nó phải thương cái người đàn bà của nó thương gì cũng già què nữa, bây giờ nữa thấy không, cha là cha hồi xưa thôi, thương là thương hồi xưa thôi, thương là thương một người ở trong trại. Ông kể cho sư cụ nó nghe, nói rằng là hồi xưa tôi còn nhớ đó, khi mà nó qua bên trại cải tạo à, qua bên trại trại bên bên tị nạn đó, nó thèm kẹo, không biết trại tị nạn là mới là lúc mà ông mới về, sư không được rõ cái ở trong cái rầm, nhưng mình nghèo, ông nghèo vô cùng, có thể là ông mới đi trại cải tạo về còn là tù đó, nghèo quá không có tiền, mà con nó muốn mua cái kẹo, nó thấy bạn vậy có mấy đứa nhỏ có kẹo ăn, nó mua không có tiền mua cho nó không được, mà cuối cùng không biết đi kiếm cái gì đó bán để kiếm đồng tiền ra mà mua cho đứa con, thế nó ăn mà sung sướng quá chảy nước mắt. Bây giờ đâu quý vị thấy không? Bây giờ con mình bỏ mình, bây giờ ngồi nhớ lại những chuyện này là đau khổ. Cuối thời nó mới thay đổi thì làm sao đây? Quý vị có nghe sư nói không? Cái tiếng sư nói có nhỏ quá không? Dạ không sư, dạ nghe sư. À, một Phật. Vậy thì khi thấy tâm suy nghĩ, bạn chỉ làm một chuyện thôi, nhận ra tâm suy nghĩ và chỉ có thế thôi. Đi nhiều đủ rồi, không cần biết tâm suy nghĩ gì mà tôi. Tâm suy nghĩ cái gì chuyện của nó. Sau này nó sẽ suy nghĩ những chuyện mình không biết, mình chỉ biết nó suy nghĩ vậy thôi, được rồi không cần biết. Có biết tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ đó là hơi thở, xong. Quý vị muốn hỏi cái gì quý vị, hay là suy đi tiếp, tắt chưa đâu ha, Dạ chưa thầy sư. Dạ. à chưa nóng máy mà rồi. À, cô ý nhi muốn hỏi cái gì phải không, cô ý nhi cũng muốn hỏi cái gì Dạ không có sư. không phải hả? À, thì thấy đưa tay tưởng hỏi. Thưa sư, con đang ngồi thiền, có tiếng điện thoại reng, biết là cái điện thoại của cái bà ngồi sau, cái bà già gì này, là bà ưa đem điện thoại lên trên thiền đường lắm. Đó, cái gì thế, bắt đầu nổi điên rồi. Cái bà ngồi sau này không có ai hết trơn, đôi khi đâu phải. Mà quý vị biết sao, cái này mình hay lầm lắm, cũng giống như hồi nãy đó, buổi trưa ăn cơm với sư lớn tuổi, trong đó là ông cứ điện thoại ông là reng, reng bao nhiêu reng, ông cứ ngồi tỉnh bơ, ông ngồi nói chuyện với mình này. Sư nổi giá quá, sư nói này sư, cái điện thoại của sư reng kìa, sư ta không, ủa vậy sư, để tôi có kiếm, không kiếm hoài không có, người ta đang phải cái điện thoại mà cái máy lạnh, cái tủ lạnh nó kêu, tủ lạnh mình mở cửa ra rồi nó reng, nó nói báo cho mình biết là cửa mở lâu quá, mà sư mở cho ai mở, sư mở sư dọn dẹp, không kiếm đã trong rau vô nói sư là con kiếm rồi mà con không nghe gì trơn, tôi nói thôi sư nghe thôi, tôi bỏ qua rồi, cho mà thiệt ra là mình lỡ rồi, không lỡ trớn rồi làm sao mà nói nữa, mà có nói nữa thì sư cũng biết, sư cũng nghe nữa. Bây giờ quý vị thấy cũng lớn tuổi khổ dữ hả, giờ mắt không thấy này, nhấp nhá này, tai điếc này, rồi bây giờ quên nữa, cái gì
sư ở bên Cali sư gặp một vị rồi sư qua bên bên này cũng gặp thêm người nữa, cái số sư là số đi gặp người già, chắc là để nhắc nhở sư là phải ráng ráng tu cho tôi, kiểu này chắc chết quá. Bây giờ đó nói mà thiếu đường mà mình muốn hét á, sư mới nghe được cho một vài ba câu, nói lát cái mệt quá rồi thôi đâu có nói nữa, mà tới khi ông nói là ông cũng la, tôi nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, à, làm vậy tức là ông tưởng mình cũng biết như ông á, ông la ông sừng mà. Thật ra hai người mà nó qua nó lại giống như quýnh lộn với nhau, mệt muốn chết rồi. Thôi mình làm thinh. Thế tại vì sao mà cái sư kia ông ở đây ông làm thinh hoài là sư bây giờ sư hiểu rồi. Tại vì nói mệt quá, nói không ai nghe ai hết rồi. Con đang ngồi thiền có tiếng điện thoại reng, biết rất rõ là điện thoại của cái bà ngồi sau rồi. Tâm bây giờ khó chịu và nó cằn nhằn. Đã lên trên thường thiền tu rồi mà còn mang theo cái của nợ đó làm chi nữa, bà ơi là bà. Cằn nhằn không. Như vậy thưa sư, con thấy mà thật ra là cái cô này có học vi diệu pháp quý vị, là cô phân tích cho ông thiền sư nghe. Khi tâm nghe, thứ nhất là bắt đầu bằng tâm nghe trước, cái lỗ tai này con chưa biết mà còn nghe được, thì do đó cái tâm nghe nó khởi sanh, tâm nghe lên tới tưởng khởi sanh, nó trong bộ nhớ nó lý ra, nó nói đây là điện thoại này, cho nó không thể nói đây là tiếng reng của xe cà rem được, hay đây là tiếng kêu của con gà được, mà cái là điện thoại. Rồi nó còn hiểu rằng điện thoại của cái bà ngồi sau này nè, bởi vì nó đã kinh nghiệm cái chuyện này rồi mà, bà này bà ưa đem lên lắm. Và cuối cùng là cảm xúc khởi sanh. Như vậy cái nghe trước, tâm nghe trước, cái tới nữa nó hiểu, nó tưởng, nó nhận ra rằng cái này là cái gì. Và khi mà nó nhận ra rồi đó thì tự nhiên cảm xúc nó khởi sanh lên, tâm sân nó khởi dậy. Nói như vậy có đúng không? Cái thứ nhất nghe, tâm đang nghe rồi đấy. Cái thứ hai nữa tưởng, tưởng là sự suy diễn, nhớ lại cái chuyện gì trong quá khứ rồi bây giờ nó suy diễn, nó cái này có cái bàn ngồi sau rồi cái này mà cũng chưa chắc nữa, cái gì thấy không? Bởi vì ngồi sau lưng bà thì cũng rất là nhiều người, mà với là cái bà mà ưa đem điện thoại chưa chắc bà đã lên bữa đó nữa, nó kia bà ở nhà bà ngủ hay là bà làm chuyện gì ở nhà. Ý muốn xuống nói các vị thiền sinh với nhau. Rồi cái thứ ba nữa, cảm xúc nó khởi sanh lên, cái này có thiệt này. Thì phải thiền sư cái cảm xúc này tới thì tại vì mình tưởng, mình nhớ tới cái vụ cái bà kia vân vân vân. Ông thiền sư ông trả lời trước khi cảm xúc sanh lên là phải có tà kiến cái đã. Tà kiến là hiểu lầm đó quý vị, hiểu lộn đó, wrong view. View là cái nhìn của mình, wrong view là cái tà kiến, không còn suy nghĩ đúng nữa. Không phải vì tưởng mà cảm xúc sanh lên, mà chính tà kiến này làm cho phiền não xuất hiện. Tà kiến là suy nghĩ vớ vẩn. Chấn động chỉ là chấn động thôi, suy nghĩ vậy là chánh kiến này. Còn đây là đúng rồi, đây là cái điện thoại của người này, người nào, hay là đây là tiếng cơm, tiếng ồn, người này là đi đâu về làm ung sùng cho ta tu rồi vậy đó. Mấy cái này là gọi là mình hiểu sai này. Bởi vì ví dụ chẳng hạn như mình nói rằng là cái tiếng đoạn điện thoại của cái bà ngồi sau mình đâu có chắc biết, thấy không? Đó là do mình suy nghĩ thôi, mình diễn ra thôi. Mà cũng có thể điện thoại nữa mà cũng có chắc chắc của bà đó nữa. Rồi bổn phận của mình trong khi hành thiền tiếng động tới là mình chỉ ghi nhận tiếng động, xem nó như là đối tượng, nó là một hiện tượng tự nhiên. Và tiếng động chỉ là tiếng động thôi, thì cái này là tư duy đúng này, chánh kiến này. Còn tư duy sai là cái bà này, cái bà kia, cái ông này, ông nọ, tiếng này, tiếng điện thoại, tiếng gì là phiền não nó khởi sanh. Vì ông thường xuyên nói vậy là trước khi mà cảm xúc khởi sanh có một cái tà kiến chèo giữa rồi, vì cái tà kiến này do đó mà phiền não nó khởi sanh. Còn nếu như cô là một cái người hành giả mà đàng hoàng mà miên mật thì cô nghe tiếng động cô chỉ biết là tiếng động, đây là một hiện tượng tự nhiên, duy trì chánh niệm xem nó như là đối tượng để mình tu tập đơn giản vậy thôi, thì làm sao mà có phiền não khởi sanh được. Thì ông nói đấy, quý vị thấy cái tu không, cái sự tu tập của mình là vậy, tiếng động lên chỉ biết tiếng động mà thôi. Sẵn đây tiếng động á, có một người đó có kêu điện thoại cho sư hỏi là thưa sư, con ngồi thiền ở trong một cái chùa Bắc Tông, con tới trước, con ngồi phía trên và những cái người khác tới sau. Bữa giờ dắt giờ sáng sớm không biết cái người này đi chùa nào đó, không biết ở San Jose đó, họ mở cửa rất là sớm và cho hành giả vô ngồi thiền, thì cái anh này anh nó vô trong cái sớm trước, anh ngồi lên phía trên trước, những người vô sau họ vô rầm 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 rầm, thì anh nói
tâm con khó chịu quá. Phương nói như vậy là con không xem tiếng động chỉ là tiếng động. Tiếng động là một hiện tượng tự nhiên mà con chấp vào đó. Cái này là tà kiến này. Không hiểu. Không hiểu cái gì. Tại sao mà gọi là tà kiến? Tà kiến là tiếng tầm bậy, tầm bạ, tiếng ma, tiếng quỷ rồi vậy. Tiếng đồng, tiếng linh đồng, linh bóng hay là tên thầy bói cái đồ. Cái đó là tà kiến. Tà kiến nghĩa sao? Là cái nhìn của mình không đúng. Mình đem tôi ta vào trong này, mình đem người này, người kia vào trong này, mình đem cái tục đế vào trong, gió đó nó phiền não, nó khởi sanh. Đó, sư nói như vậy thì quý vị thấy không? Mình nghe những cái bài pháp như thế này, đối với mình có thể là dễ hiểu này. Hoặc giả là không đến nỗi gì khó khăn. Nhưng mà đối với người khác mình nói, họ không hiểu. Bây giờ, cái câu hỏi của cái người mình nói về cái đi ở trong Bát Tông, thì nó nói rằng khi một lát á, thì nó nói thôi kệ đây, bỏ đi, giảm đi, kệ nó muốn làm gì nó làm, dùng cái đó. Thì ngồi nó tiếp tục hành thiền á, thì cái số người vô thì một lát nó phải yên xuống, cho đâu có ồn hoài được không? Thì cái chú này mới nói rằng là thưa sư, lúc này con nghe tiếng con gà nó gáy, mà con gà này là con gà ở nhà con, tại vì người nào đó có mua cho con gà rồi gì đấy, vợ con để đâu ngoài vườn mà đồ thì nó gáy, mà con ở cái chùa là cách nhà cũng cả gần mai mấy rưỡi mà. Gần nhà nhưng mà nó cũng cách 1 cái rưỡi, làm sao mà con nghe tiếng gà nữa. Cái giờ đó là mặc dù là 4 giờ rưỡi, 5 giờ sáng nhưng mà xe cổ cũng chạy rồi vậy. Sư nói cái này là cái tưởng không có thì cũng không hiểu. Sư nói khi nào mắt nhắm, thấy cái gì, nghe cái gì, cái đó là tâm làm việc chứ không phải mình có thật. Không có thật. Ảo giác không? Thì nó nói con nhắm mắt này mà con nghe tiếng động này. Con nhắm mắt mà con nghe tiếng bước đi này. Đây thì con nhắm mắt mà con nghe tiếng gà gáy. Mà chưa nói cái thứ hai là giả, mà cái thứ nhất là thật. Thì thật chỗ nào, giả chỗ nào? Thì sư nói, thôi bây giờ nếu mà con biết thật, mở mắt ra. Mở mắt ra đây. Rõ ràng là có tiếng người đi thiệt phải không? Còn mở mắt ra mà con gà không thấy. Vậy là cái, ảo là cái thứ hai thôi. Quý vị nghe sư có kịp không quý vị? Dạ nghe sư, dạ. À. Như vậy ảo hay thật là như thế nào? Lấy ví dụ như bây giờ đó, sư ngồi và sư nhìn quý vị, sư thấy quý vị hay là quý vị thấy sư? Có, sư có mặt hôm nay thật và quý vị có mặt thật. Và bây giờ nó có ánh sáng này và quý vị thấy hình dáng của sư rõ ràng, cái này là gọi là cái thấy này. Còn bây giờ sau khi zoom xong sư rồi mình say goodbye rồi mình về ra, quý vị ngồi thiền, quý vị nhớ lại gì sư nói và thấy hình ảnh của sư, cái này ảo. Không phải thiệt, nó không happening, nó không có mặt lúc đó, mà chỉ là một cái sự nhớ tưởng lại và nó gợi lên một cái hình ảnh rất là rõ ràng. Hay quý vị gặp ai rồi mà quý vị buồn phiền bực bội gì đó, quý vị ngồi đến ngày nó nhớ lại cái mặt của người đó rõ, rất là rõ. Hoặc giả là người chồng, hoặc giả là người bạn quý vị rất là thương, quý vị mến là ngày mà khi mà quý vị ngồi thiền, quý vị nhớ tới chuyện của họ, là quý vị nhớ tới cái chuyện mà ông chồng, bà vợ, người bạn của mình đã nói mình những cái câu như thế nào, thì cái khuôn mặt họ nói cái gì nó rõ định cho mình thấy. Nói một cái miệng méo méo, cái xích xích rồi sao, rồi cái tay đưa cái như thế nào đó, rõ ràng. Bộ điệu cử chỉ của người này, mà thật ra là mình bực bội vì cái tiếng nói của người đó mà nó nhớ luôn cái hình ảnh nữa. Thì những cái này là toàn tâm làm việc không? Vì vậy cái đầu á gọi là cái thấy mà thấy rõ ràng như sư nói, giải thích là quý vị thấy sư là nó thuộc về con mắt này. Tức là cái thấy này gọi là cái phần là sắc này, cảnh sắc này. Còn cái kia là thuộc về tâm. Đối tượng của nó là tâm, chứ không phải là cái cảnh, không có cảnh nào hết trơn. Như vậy trở lại cái câu hỏi hồi nãy, khi cảm xúc nổi lên phải có tà kiến, không phải vì tưởng mà cảm xúc sanh lên, vì tà kiến, chính tà kiến làm cho phiền não xuất hiện. Nếu không có tà kiến thì tâm của bạn sẽ nghĩ như thế nào? Ồ, tiếng động chỉ là tiếng động, nó là một hiện tượng tự nhiên, cái này mình chánh kiến này. Và sẽ chịu khó chịu không có. Thì anh chị em thấy mỗi lần mà mỗi tiếng động khởi sanh lên, một tâm suy nghĩ khởi sanh lên và quý vị ghi nhận nó và nói rằng đây là một hiện tượng tự nhiên, không có cái gì hết, không phản ứng gì hết trơn, thì quý vị đang ở trong bát chánh đạo rồi đấy, chánh kiến rồi đấy. Như vậy chỉ trong một cái niệm mà thôi là quý vị thấy quý vị đang đi ở trên bát chánh đạo của Phật.
tránh kiến thì tránh tư duy, lúc bây giờ tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh cá một dãy đi tới. Vì vậy bạn chỉ cần ngồi thiền không thôi, bạn chỉ cần duy trì chánh niệm mà thôi, và bạn hiểu rất rõ ràng những cái gì xảy ra rồi, có mình có chánh kiến, chánh tư duy rồi, thì cả trí tuệ tất cả mình bạn đang đang tu đấy, bạn đang 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 thực hành lời của Phật dạy này, để đi trên bát chánh đạo mà. Trường hợp này hành giả chấp vào cái ý mình, nếu không có tà kiến thì tiếng động là sao? Chỉ là tiếng động. Tiếng động là một hiện tượng tự nhiên, nó xảy đến một cách tự nhiên thôi, và khó chịu không có, bực bội không có, sân hận không có. Trường hợp này hành giả có một cái khác nữa là chấp vào trong cái ý của mình, là một cũng dạng cũng tà kiến nữa, tà kiến tư duy tầm bậy này. Thì bây giờ tà kiến là chấp vào trong cái ý của mình, chấp rằng hễ mà đã lên thiền đường thu thì đừng có phải để điện thoại ở phòng. Đúng rồi, ngồi không có đấy. Hả? Đã đi lên thiền đường tu rồi mà còn đem điện thoại vô lên chi? Tất cả mọi người đều đồng ý cái đó là tào lao, phải vậy không? Nhưng mà cái bà kia, bà nói dạ con đi nhà vệ sinh, cái con bỏ điện thoại, cái con bỏ lên lên thiền đường, chạy lên nghe tiếng chuông con lên là thế không? Thì người ta đâu có purposely, ta đâu có cố ý để cái điện thoại lên, người ta quên trong túi, hay ta quên rồi bỏ trong cái dèm của người ta, trong cái sách của người ta thì thôi, cho đơn giản. Khớp đó là sư không hiểu cái câu chi tiết câu chuyện như thế nào, nhưng mà cái sự kiện mà nói rằng để lên thiền đường tu thì đừng có điện thoại, thì cứ việc đem điện thoại lên có sao đâu, nếu điện thoại nó kêu thì nó tiếng động chỉ là tiếng động. Chính cái ý này trong tâm là nguyên nhân làm cho tâm sân khởi lên. Có chánh niệm, có trí tuệ thì nghe tiếng chuông reo biết là điện thoại, nhưng chỉ xem nó là tiếng động như những tiếng động khác, không thấy khó chịu, không thấy bực bội, không thấy sân hận nữa. Thưa sư, lúc đi bát con nhận vá cơm của một cô gái để vô bát. Bây giờ mời quý vị nghe một cái trường hợp khác này, trường hợp của một sư đi bát, nói cho mình biết cái tâm tham của sư. Hồi nãy quý vị nghe là tâm sân rồi, phải không? Cái cô này, cô ngồi và cô nghe cái điện thoại của một cái cô tu nữ khác ở phía sau lưng đó, hoặc giả của một người nào đó không biết, và cô bực bội, cô sân hận. Bây giờ mình nghe ông sư này, ông có kể cái chuyện ông đi bát và ông thấy người nữ và ông khởi sanh tâm ái này. Khi đang nhận bát cơm của một cái cô gái người Miến Điện để vô bát, thì con thấy có sợi tóc dính, và con làm dấu cho cô biết là có sợi tóc dính, lấy ra đi. Tại vì khi mà cái người mà Phật tử mà họ để bát á, thường thường họ bới cơm ở trong cái tô vậy này, rồi các sư đi ngang thì có một người một muỗng họ múc bỏ vậy, múc bỏ. Nhưng mà đứng ở ngoài trời đôi khi gió là dữ lắm, không phải không đâu. Buổi sáng sớm mà, đôi khi họ để tóc dài vướng rồi mấy sợi tóc. Đôi khi một thỉnh thoảng rớt ở trong bát, chứ không phải lúc nào cũng có đâu. Thấy sợi tóc dính vào đó thì con có ý chỉ cho cô đó, lấy sợi tóc ra. Cô ta biết như vậy mới cúi đầu dạ, rồi cô thò cái tay để cô đấy. Thì khi mà cô thò tay, cô bóc cái sợi tóc ra, thì cô lấy cái tay cô chọt cái tay con. Cô chọt đúng tại con đang chỉ, mà vừa con chưa giật ra kịp thì cô đã thò tay cô bóc, thì hai cái tay nó đụng vào nhau. Bây giờ thưa sư, tức thì một cảm giác dễ chịu sanh lên cộng với tâm hỷ lạc, nhưng có một tâm khác nằm bên cạnh và nhắc con rằng nhớ nha, sung sướng hỷ lạc là vị ngọt của dục, là tai họa, là nguy hiểm cho đời sống tu hành. Ông này ông học kinh nhiều lắm, do đó khi mà ái dục tâm ái mà nó khởi lên với nó hoan hỷ, nó hỷ lạc thì ông nhắc con chừng liền, đừng nghe, cái này là tai họa, cái này là nguy hiểm, cái này là rất rất là làm cho cái đời sống phạm hạnh nó bị dày dần cái nọ. Tâm ghi nhận cảm giác và trở nên an ổn. Khi mà nhắc như vậy thì tâm nó nhớ và nó ghi nhận cái cảm giác rồi thôi, rồi nó bỏ qua và tâm con trở nên yên ổn. Thưa sư, con muốn đặt câu hỏi ở điểm này. Thưa sư, ái sanh lên lúc nào? Lúc thân cảm thấy dễ chịu khi chạm hay do hỷ lạc thì ái mới có mặt? Con muốn hỏi sư cái câu này. Khi cái tay của con đụng cái tay cô đó, ái nó khởi sanh lên liền tức thì, hay là khi cô tay cô ta đụng này tay của con, một cái cảm giác sung sướng thoải mái hỷ lạc nó khởi sanh lên thì ái nó phát sanh? Ông nói rằng là con trong cả hai cái con thấy cái thứ hai có vẻ hợp lý hơn, nhưng mà ái đã phát sanh lên rồi thì còn đâu có thể có nói rằng là nó phát sanh lúc người ta đụng vào mình. Khi cái cô này có đụng vào tay con
vì là cái tension, cái đụng này làm cho hỷ lạc phát sanh. Thì ông này ông nói chưa chắc. Con nghĩ là cái thứ hai, nghĩa là đụng ra rồi, rồi mình cảm thấy thích, rồi mình mới hỷ lạc mới lên. Mình thấy hỷ lạc rồi cái ai nó mới lên. Nếu mà đụng đụng mà cũng có hỷ lạc sao ai lên được? Nó hoan hỷ trong này thì cái ai nó mới khởi sanh. Nó ai nghĩa là nó hít cái trong đó và nó ham cái này sẽ happen nữa, sẽ xảy ra nữa lần tới. Theo cá nhân tôi, thì sư nói theo cá nhân tôi thôi nè, ông không dám quả quyết. Theo cá nhân tôi thì nếu trường hợp xúc chạm thình lình như vậy thì xúc chạm chỉ xúc chạm thôi, không có ái đâu. Nếu mà sư thò sư chỉ cái này thì sư chỉ vào trong cái bát cơm như vậy thì cô này thấy thì cũng đưa cái tay vào đó thì hai bên đụng nhau rất là nhanh. Như vậy thì cái sự touch này, cái sự đụng này nó quá nhanh đi. Do đó ái không có khởi sanh liền tức thì. Ái chỉ sanh lên nếu tâm sư sau cái đụng tiếp tục suy nghĩ rằng ô cha ơi, đây là một người nữ này, cô ta vừa mới đụng mình, cái mặt cô cũng đẹp, cũng vừa mơ vân vân đấy, diễn rồi đấy. Thì lúc bây giờ ái nó mới phát sanh lên. Dạ thưa sư, không, xúc chạm là con cảm thấy thích liền, hỷ lạc sanh lên liền. Thì ông thường sư nói, ôi cha vậy thì nhanh như vậy đó hả? Có lẽ tâm vị này đã biết trước người trước mặt là một cô gái rồi. Tại vì khi mà sư tới đứng trước mặt người ta là sư đã biết đây là một bà, chứ đâu có thể thấy là một chàng thanh niên được, phải không? Như vậy thì là cái tâm nó đã ghi nhận rồi. Vì vậy khi mà đụng có biết là nó nói ô người nữ đụng mình, do đó mà ai nó phát sanh. Như vậy thì ông nói rằng nếu mà đụng bất bình thường thôi, mình không thấy ai được cái trơn thì không có gì hết trơn, nó chỉ là cái sự đụng thôi. Nhưng mà nếu mà mình đã nhận ra cái người đụng của mình là người đàn ông hay đàn bà rồi thì có thể ai nó khởi sanh là bởi vì sao? Cái tâm của mình đã tưởng được cái chuyện đó. Trường, như vậy là nhanh quá, có lẽ tâm vị này biết trước người trước mặt là một cô gái. Trường hợp nếu đó là một người đàn ông thì sao đây? Ông này ông nói rằng là cái đụng có thể làm cho ai phát sanh, mà nói nếu mà đụng là người đàn ông mà thì ai không thể nào phát sanh. Ít sư thực sự muốn nói rằng là như vậy là tâm sư đã nhận ra rằng là có một người nào trước mặt sư rồi. Cái mai nó đã biết trước rồi, cái tâm nó đã hiểu trước rồi. Mặc dù cái cá nhân này mình không thấy, nhưng mà khi mà mình nhìn một cái hình ảnh là mình biết đây là người nam người nữ chắc chắn 100% rồi, phải vậy không? Vì vậy khi có cái sự đụng chạm thì ai nó khởi sanh. Thì thiền sư là nói rằng là nếu mà sư nói rằng là hễ mà đụng thì ai khởi sanh, nếu mà đụng thì đụng đàn ông thì sao? Chắc chắn là không phải không? Nhưng mà sư này không có trả lời câu hỏi của thiền sư mà khóa trở lại. Con vẫn muốn thầy giải thích ai sanh lên lúc nào. Con muốn biết là ai sanh lên khi mình xúc chạm, hay ai mình sanh lên lúc nào mà có một cái cảm giác thì ai mới sanh lên. Trong này có câu trả lời nhưng mà thôi sư nghĩ yên chút rồi đã, mệt quá. Phải quý vị hỏi cái gì không? Dạ thưa chị nào có câu hỏi cho sư không ạ? À? Con có một chuyện con muốn chia sẻ. Hồi tuần rồi sư nói về cái chuyện bản ngã đó sư. Thì con trực nhớ lại từ lúc mà có Zoom tới bây giờ đó, mỗi lần mà con nghe pháp lời của sư á, con kiếm cái bài nào mà có con hỏi á, bài nào mà có mình hỏi á, thì con nhớ trực là ủa sao mình làm giống như cái cô mà cầm cái bình thủy á sư. Sư kể chuyện cái cô mà cầm bình thủy rồi hiểu, lấy cái nhớ. Bình thủy của mình ra. Thành ra con nói ủa sao mình làm giống cái cô đó quá vậy, mình phải kiếm cái bài nào mà có mình hỏi rồi mình bấm ngay cái chỗ đó mình nghe câu hỏi của mình trước, rồi những cái câu hỏi kia hỏi từ từ tới. Thành ra con nói nhờ thí dụ mà sư đưa ra như vậy, nó mình mới chiếu lại, mình mới thấy mình giống y hệt và mình không có khác gì hết đó sư. Đúng rồi, mấy cái đó rất là tốt, nhưng mà nếu mà thấy mà ngay được bắt bắt tại trần á, cái đó nó mới nhớ mới lâu à. Giờ bây giờ nghe sư nói thì bây giờ nhớ chứ. Vậy tính đưa cũng được, không đến nỗi gì. Not so bad. Không đến nỗi gì, nhưng mà bắt tại trần á. Mỹ gọi là red hand đó. Bắt thấy sao thấy mày này chụp ngay tại chỗ. Là ông thiền sư ông nói lúc bây giờ cái cơ hội để mà nó trở lại nó sẽ giảm. Một cuộc đó là 100%, nhưng bây giờ nó còn có 10%, 20%, bắt tận tay. Mà muốn bắt tận tay thì kinh nghiệm và trí tuệ phải có mặt đó, chứ đâu có dễ làm phải không? Dạ. Yeah. Vì vậy thì cái chuyện mà mình nghe pháp rồi để mình nhớ những cái chuyện mà mình đã xảy ra rồi mình vậy là mình tự nhắc nhở mình thì cái đó cũng tốt, không có gì hết trơn. Còn hơn không, nghe tay này lọt qua tay kia. Đó, mình nhớ như vậy rồi mình vậy đây, mình phản chiếu phản hồi lại rồi mình cố gắng mình sửa. Nhưng mà
cô Oanh sẽ thấy rằng là lần tới nó cũng kiếm nữa cho coi, là ta bắn nhỏ mà nó phải dẫn chơi. Bây giờ giác ngộ nó nói vậy thôi, thấy không? Đó, con nhớ biết con người ta rồi vậy, bữa nào nó cũng tôi ta nữa cho coi. Bản chất y hệt, y hệt sư, y hệt. Tâm mình là vậy thôi, nói thì nói thôi. Yeah. Tới đó là nó cũng xưng tôi xưng ta, nó cũng kiếm chuyện với người khác như thường. Nhiều khi còn quật sợ hơn nữa sư. À, thì bây giờ không sao cả, mình thấy là được rồi. Bây giờ chỉ mong thấy thôi, chứ còn đừng có muốn mà dẹp nó. Trời ơi, khó ăn lắm, trời, mất nhiều thời giờ. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ. Dạ, thưa sư, cho con hỏi cái việc như thế này nè. Dạ, con là Thủy ở Việt Nam đó sư. Hôm rồi con đâu coi cái hình coi thử sao, nằm trên võng là ngồi coi, phải ngồi nghe pháp phải ngồi, cho ngồi nằm trên võng không được à? Coi hình coi. Không, con. Dạ, dạ, sư biết con rồi. Dạ, con hỏi như thế này sư. Biết rồi con... nhưng mà muốn coi thử là cô đang nằm trên võng rồi cô ngồi. Dạ con ngồi sư. Dạ con đang ngồi đâu? Dạ. Đâu thấy đâu. Dạ con mở rồi đó mà sao không biết nữa. À, vậy dạ, nè. Con... Dạ, dạ. Dạ, sư thấy con rồi. Dạ. Con thấy sao cô để cái thấy hai con mắt không à? Dạ. Dạ, sư thấy chưa ạ? Thấy rồi. Thấy. Ừ. Dạ. Con hỏi là lần rồi này ngồi con... rồi đó nghe, trong phải bên trước nằm á. Biết dạ, sao không? Sư muốn nhắc quý vị á, là trong kinh Phật nói á, mình ngồi, nghe pháp mình ngồi đó nó đỡ ngủ hơn là mình nằm. Mình nằm mình dạ. Nghe rêu rác thì mình ngủ hồi nào đó. Mà ngủ dạ. Như vậy á, là ít con rắn đó quý vị. Dạ. Cái người nghe pháp mà ngồi mà ngủ á, ngồi ngủ gà ngủ vật á, là tán rắn đó. Nhiều đời nhiều kiếp tán rắn đó. Rồi hỏi đi. Dạ, con hỏi là khi mà mình hôm rồi con bị đau á, con ví dụ như ví dụ làm cái gì mà cứ đau hoài vậy? Nghe bữa dạ, nào thì... cũng đau. Bữa này đau có cái thân... gì? Có thân phải có đau. Dạ. À, thì... giỏi à, có thân có đau à, đừng có rên à. Dạ. Rồi, dạ, dạ. Mình là phàm, con đau quá cái tâm con nó cứ hướng về cái chỗ đau đó hoài. Nó cứ không thể nào mà nó cứ tập trung vào đó mà dòng mình con nói giờ con gán nha, rồi mình niệm hơi thở đi, mình ngồi mình để ý vào đối tượng khác là hơi thở, nó cũng không được. Cái con mới suy nghĩ thôi bây giờ thay vì lúc trước không có lần con hỏi sư á, mình đau cái mình mở tivi mình xem chương trình mình thích đó, để quên cái đau, như nó thôi giờ con nghe kinh, con mới mở những bài pháp của sư ở trên Zoom á, sư giảng á, con nói để mình nghe đi rồi mình quên cô đi, làm giống như sư ca vậy đó. Dạ không, để ca cái lương á. Dạ để mình kéo cái tâm mình nó về một cái đối tượng khác để mình nghe sư giảng, có khi mình sư nhắc nhở để mình sực nhớ lại là như thế nào, có phải là được không sư? Không muốn hỏi à, dạ cái tộc lao nữa chứ con đau nhưng quá. Nhưng mà sư nói với cô Thủy là như thế này này, bây giờ là cô phải nhớ cái cách tập không? Phải làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bây giờ đó cô đau, tâm của cô nó phản ứng, tức là tâm cô đang khó chịu. Cô đi nhìn cái đau làm chi? Nó cứ hướng về. Khoan, để sư nhắc từ từ đi, đừng có hấp tấp. Mình nhắc nhở này, bây giờ nó đau này, tâm mình dễ chịu hay khó chịu này? Chắc chắn là không thể nào mà dễ chịu được, phải vậy không? Dạ. Rồi, vì bây giờ đó cái đau này là một hiện tượng tự nhiên này. Có nói mấy cái đó không? Đến nào giống... nghe giảng cái trơn mà ta dặn có bao nhiêu đó thôi, không làm cái tự nhiên đau cái chạy đi ta nghe để cái lương chạy đi nghe sư Trí Dũng nói, sư có gì chỉ vậy đâu, chỉ khi nào mà làm được gì hết trơn à thì thôi mình nhờ nó một chút và phải trở lại quan sát tâm khó chịu, nhắc nhở mình đau là một hiện tượng tự nhiên, cứ như vậy nó mới có thói quen chứ, còn không nữa là bữa nào nó đi kiếm, bữa nào mà khỏi sư hỏi cô ví dụ chẳng hạn cô nghe cái băng của sư nghe bằng cái gì, phải dùng YouTube không? Dạ. À, dạ. Lỡ bữa nào mạng đứt rồi lấy cái gì đâu mà nghe đây? Nhưng mà để tạm thời nó quên rồi xong nó kéo. Tạm rồi là bữa nào lấy phải thiệt chứ phải tạm hoài được. Cái đau mình lại dai dẳng suốt đời à, bữa nào cố đợi cho tới lúc mình già rồi cô mới tính sao? Tới lúc mà già rồi cô lẩn thẩn rồi cô cũng biết cô để cái máy ở đâu nữa, cô đi kiếm không ra được, ngồi cô ngồi đó mà cô rên với nó. Bây giờ đó sư nhắc lại này, khi mỗi lần mà đau tới, nhắc sư đã nhắc mình nói cái gì, đau này là một hiện tượng tự nhiên, mới nói tức thì có thân là đau mà, ngon không? Có thân thì đau thôi, đau là rên ừ là vậy đó, tức là nói mà không có trí tuệ. Thân này nó đau, có cái thân này nó đau vì là một cái chuyện tự nhiên, chứ không có thân mà làm sao mà không đau được.
Nãy giờ sư có cãi với cô không? Sư đâu cãi mà sư còn khen nữa. Hồi nãy cô nói có thằng là đau không? Mà con cảm giác là như con bị trả bài đó sư. Con không có hiểu. Thì nó trả nó làm cái gì thì chưa không biết. Nhưng mà bây giờ nó cái cảm giác là dễ chịu khó chịu này. Dễ chịu khó chịu. Khó chịu. À, thì không có biết khó chịu thôi. Rồi có nhắc nhở mình đó, đây là một cái chuyện tự nhiên này. À. Bây giờ sư thấy này, bây giờ cổ đau này ha, rất là khó chịu này ha. Có vậy không? Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ sư hỏi cô này, cô có con không? Dạ yeah, có. Bây giờ con của cô nó làm bậy cô khó chịu không? Dạ yeah, có. Nó nói lời hỗn láo với cô, nó nói sắc sược với cô khó chịu không? Dạ yeah, có. À, rồi bây giờ làm sao đây? Cái bệnh đó, may ra là mình còn uống thuốc con đồ nữa, thằng con mình mới sắc láo với mình. Điều này có nghĩa là cả một cái quá trình mình không có chỉ vẽ cho nó, hay là mình thiếu dạy dỗ là nó cứng đầu như thế ngay. Hiểu. Đau đó là thuộc đau tâm nữa đó. Thì sư muốn nói gì vậy đó. Cái đầu đau đầu đó, thân. Cô còn đứng dậy, cô còn đếm kiếm băng sư tí dũng, cô còn kiếm cải lương được cô nghe còn đỡ. Còn mà thằng con khi mà nó hư rồi đó, tâm cô khổ ghê lắm. Đó, mình tập cái thân để rồi mình đem xử lý, biết cái cách thất tập này, mình áp dụng cho tâm của mình. Đây thì sư kể quý vị nghe một câu chuyện này. Có cái ông Mỹ đó, ông đi tập thiền. Rồi ông nói với ông thiền sư đó, tôi tập với ông á, tôi thấy cái đau là ông cứ dặn là đau này là một hiện tượng tự nhiên, đau này là một cái chuyện bình thường, có thân là phải đau được cái nó. Đau đứng dậy mất tiêu rồi chứ mất mới chứ ngồi đó mình nói ông sùng vậy. Thế đau người đau mình đứng dậy đi. Cái gì nghe hiểu không? Nó đau trở chân anh mình đứng dậy. Nó khỏe chứ cứ ngồi đó mà nói làm nhảm hoài vậy. Thì sư nó đúng rồi, nhưng bữa nào mà vợ anh mà đi lấy người khác là lúc đó anh đứng ngã nào đây? Như vậy cái sự thực tập cái thân này chỉ là cái giai đoạn đầu tiên để mình sử dụng làm cho cái tâm lực mình nó càng lúc càng mạnh, để rồi mình sao mình xử lý những cái vấn đề khó khăn hơn trong cuộc sống của mình này. Cái đâu có phải bấy nhiêu đó thôi. Nhiều người tập đau này niệm hết đau rồi cái thôi rồi làm thinh rồi. Không hiểu là cái sức mạnh của cái tâm mình một khi mà nó đã chịu đựng qua cái sự tập luyện, tức là nó đã có trí tuệ rồi, đem cái trí tuệ này áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đó, cái mục đích là vậy đó. Nó đi xa lắm chứ không phải là chỉ ở chỗ cái đau thôi. Đi đâu rồi cô Thủy, nghe không? Dạ con nghe. Dạ. À, dạ, nhiều khi con cũng tự nhắc nhở mình, con nói mình có thân mình phải có đau, giờ mình phải đau là một hiện tượng tự nhiên. Thứ nhất này, quan sát tâm khó chịu. Chừng nào mà quan sát tâm khó chịu không được á, bây giờ bắt đầu mình trở lại còn trong hơi thở. Dĩ nhiên là nó không có vô nổi đâu. Thì lúc đó thôi bây giờ thả ra, đi tới đi lui chút cho nó khỏe để trở lại ngồi nữa. Cái tập hoài chẳng biết làm sao. Cái tâm mình yếu mà làm sao. Vì sư nói khi mà cái câu chuyện gia đình của cô mà đau khổ á, thì cô đi đâu? Cô đau cái thân, cô đau cái chân, cô đau cái lưng, cô đau cái này, cô còn kiếm thuốc, cô uống, cô còn đi tới đi lui, cô còn nghe nhạc cái đồ để cho nó bớt. Còn đau cái tâm chịu. Vì vậy ông thường xuyên hỏi là có bao giờ bạn nhận ra rằng chính vì bạn quan sát được cái sự khó chịu của thân này và bạn đem ra áp dụng được trong đời sống hàng ngày để quan sát những cái khó chịu về tâm mình và bạn cảm nghe bạn có thể xử lý được những cái cảm giác mà đau đớn về tâm á, nó làm nó có đấy nhưng mà mình có thể xử lý được. Thì nếu mà bạn thấy được cái điều này thì bạn đã biết cách tập đấy. Chứ không phải đơn giản là nói về cái thân này thôi, không phải như vậy. Mà còn thêm cái tâm nữa, bị thân tâm nó là một mà, thấy không? Vì vậy nói dặn cô Thủy quan sát tâm có chịu là chuyển cho cô cái gì về qua cái tâm. Để quý vị thấy rằng nó nguyên của nó là cái tâm chứ không phải là cái thân đâu. Như sư thường kể đó, mẹ cho con bú, nó con bú bằng ngực á, ngực của mẹ đó. Thằng nhỏ nó mới mọc răng cắn, đau chết rồi phải chơi. Chỗ này nó rất là nhảy bén này, cái ngực của người nữ mà. Vậy nhưng mà thương con quá, đau một chút rồi thôi. Như vậy là phải cái tâm thương con, cái tâm từ của mẹ đối với con nó nhiều quá, do nó bỏ hết. Nó không có xí nhê gì nữa. Ta nói một cách bình thường như vậy. Thì cái sự trí tuệ của mình khi mà hiểu rồi đó, thì đau bao nhiêu mình cũng chấp nhận được. Vì mình biết là tự nhiên mà.
Mình giãy giụa, càng giãy giụa bao nhiêu là càng khổ bấy nhiêu. Và trong cái cuộc đời của mình là vậy. Khi quý vị gặp một cái chuyện khó khăn mà quý vị bực bội lên, quý vị làm ung sùng sùng đó, bình tĩnh, ngồi xuống, quan sát tâm khó chịu, nhắc nhở mình đây là mình đang trải nghiệm, tiếp tục nữa, tiếp tục tập, tiếp tục tu nữa, tiếp tục chịu đựng nữa, tiếp tục tiếp nhận nữa. Chứ đâu có phải nó chấp nhận liền đâu. Trời ơi, khó lắm. Dạ đúng, đúng, đúng. Dạ, dạ đúng. Nó không có chấp nhận đâu, nó phản ứng liền. Chắc chắn. Thì bây giờ phải bẻ nó từ từ, thấy không? Phải bẻ, tập khi chút, cái chút bẻ nó. Đây này, thấy không? Thấy không? Mày không chấp nhận thì vậy đó. Phải bẻ nó, bố đây, chấp nhận chút đi đi. Nhả nó ra rồi chấp nhận nữa. Ví dụ chẳng hạn ông chồng mình, bà vợ của mình thương yêu đang ở chung với nhau, tự nhiên một ngày đẹp trời nó bỏ mình đi. Đó, như ông kia đi về một cái là thấy vợ mình bỏ đi rồi, con mình cũng đi rồi, gia đình tan nát rồi, đau đớn biết bao nhiêu đây, chạy đi đâu đây. May mà bây giờ còn thằng con để mà gọi là an ủi. Rồi cuối cùng thằng con mình nó cũng bỏ mình nữa. Sư nhớ có một cái câu mà sư đọc cho quý vị nghe, mà không biết quý vị còn nhớ không. Cái cô đó là cô đau khổ quá vì thằng con nó bị chết ở trong trại cai nghiện. Cô buồn, cô khổ quá, rồi cuối cùng cô tập thiền mà cô hiểu ra rằng là thưa sư, mình không khổ vì con mình, không khổ vì chồng mình, không khổ vì của cải tài sản mình. Mình cũng khổ vì cái tâm dính mắc của mình với họ. Mình dính mắc với chồng mình, dính mắc với vợ mình, dính mắc với của cải tài sản của mình, dính mắc với người này người kia, do đó mình khổ. Rồi tôi hỏi tiếp đi quý vị, còn gì nữa không? Dạ, mời chị Thu có câu hỏi. Chị Thư Trần đó, chứ không phải là Thu á em. Chị Thư Trần đó. Dạ. Hỏi đi. Thư này sao thấy lạ này hả? Ở Quảng Ngãi á sư. Ở Quảng Ngãi. Thôi được rồi. Sao? Dạ. Dạ sư nghe nói không? Dạ, nghe, cũng... nghe, nghe, nghe. Mà sao cái máy của cô sao nhảy qua nhảy lại vậy? Sao bây giờ con không thấy hình sư mà con còn không thấy hình quang nữa đây? Thôi không, mà nghe được rồi. Sao nó hỏi đi. Nghe, con nghe không? Dạ con nghe sư. Nghe tôi nói đi. Được, hỏi đi, hỏi đi cô Thư. Dạ sư ơi, con lúc trước thì con có vô trong cái mỗi buổi sáng con có vô tham dự của cuộc họp được. Nhưng mà lúc đó là Tết rồi, còn con có thời gian, còn thời gian sau này là 6 giờ là con phải đi cho bé nó đi học. Thành thử con không có tham dự được. Nhưng mà những cái video của sư đó là con được coi lại hết. Trong khi nó phát ra là con coi lại hết. Dạ, khi rồi, mà cảm ơn anh Eric ạ. Anh Eric làm vậy đó. Anh gọi là anh upload lên trên mạng, đưa lên trên mạng, để đó cho bà con nào vô không được thì coi đó. Sa thú, dạ. Cảm ơn Eric ạ. Dạ rồi, bây giờ con 6 giờ con vô thì con không có thấy cái cuộc họp nào nữa hết. Mà con không biết là có chuyến đổi thời giờ không. Nhưng sáng nay con tìm lại thì 7 giờ đây con vô thì có. Con không biết là 7 giờ hay là 6 giờ. Tại vì giờ. Cô thiếu một cái buổi là ngày 13 tây tháng 3 là bên Mỹ nó đổi giờ. Thành ra sư có nhớ, sư có ghi màu đỏ. Nó nhắc bà con là đổi giờ đổi đó. Cô không có mặt thì làm sao cô biết được giờ nó đổi. Bên Mỹ nó đi tới trước một giờ. Tới trước một giờ so với Việt Nam. Nghĩa là Việt Nam đứng yên. Mà cái này nó tụt, nó đi tới. Thành ra Việt Nam giống như đi lui sau á. Vậy là vẫn 6 giờ hả sư? Không, đổi thì... Cô hỏi cô Hồng này, cô Hồng ngồi trước mặt thư này, có cô Hồng đó, hỏi liên lạc với cô Hồng đi. Cô Hồng Phạm này, đó. Cô cũng ở Việt Nam này, hỏi cô đi. Mấy giờ? Sư cô nhớ đâu mà. Thôi bây giờ tiếp tục hỏi đi, đừng lát. Lát xong rồi hỏi giờ giấc lại, rồi nói đi. Dạ, bây giờ... Bây giờ là mấy giờ bên Việt Nam? Bây giờ là 7 giờ rưỡi. 7 giờ rưỡi, tức là vô lúc 6 giờ rưỡi rồi, thấy không? Cần tiếng rồi. Dạ vậy là gần hết giờ rồi sư. Thì lẹ lên, con không hỏi nữa. Sư là con cái chuyện này nó có nhiều chuyện đó, hoài rất là hoài xa. Nhiều chuyện mày hết giờ rồi, nhiều chi nữa, thôi để tuần sau đi. Sao? Thôi một chuyện đi, hỏi một chuyện trước cũng được. Dạ vậy thôi đó. Dạ. Sao? Chuyện gì? Dạ, thôi đợi cho con nói chuyện này. Lúc trước là ba con là ông bị ông mất rồi, thì lúc đó cái khi mà con thấy cái tâm nó rất là đau khổ, thì
khi mà nó đau khổ như vậy thì nó rất là buồn đau như vậy, thì cái cảm thấy cái thân của con nó không có thể làm, nó làm trong cái ngày đó nó làm được hết, nó rất là mệt luôn, tâm nó buồn là tự nhiên cái thân nó ớ ói, nó không muốn ngồi dậy trong cái ngày đó vậy đó. Con có ráng thì nó cũng không có được, mà quan sát cái tâm cũng không thể nào quan sát nó luôn á, chỉ hay biết thôi chứ con không có làm gì được hết á. Hay biết là tốt rồi, không đòi gì nữa. Chứ Dạ con muốn đó quan sát nên là làm sao mà hay biết nữa, làm sao hay biết là con biết cái tâm con đang buồn đấy, được rồi. dạ chứ con không Con có đừng thế có nào cần đứng dậy gì, con nằm mà yên mà con biết được. tâm buồn, tâm đang suy nghĩ rất là nhiều chuyện, tâm đang buồn rồi xong xuôi. Dạ đó là khi mà tâm nó buồn là thân nó cũng cũng ơ ói theo, rồi khi mà Quả thì sư nói quả bị con nằm trên giường mà cô biết chồng sư. dạ rồi khi một lần mà con đi xe là con bị nôn ói này, con bị nôn con ói thì cái thân nó ớ ói là tại cái tâm nó cũng không thế nào mà con quan sát được nữa hết, Thì nãy là giờ là con cô nói cô không không làm cái chuyện được, không quan sát được thì cô biết rồi, được này nè. dạ con cũng chỉ hay biết thôi chứ con cũng không có Ai biết làm gì loại gì cả. nữa, trời ơi. Vậy thưa sư, khi mà mình đối diện với một cái phiền não nào đó thì sao nó cũng là mình nhìn Bây cái giờ phiền lỗi của não nghĩa là mình. gì? Là cái tâm mình thương cha mình chứ gì, đơn giản vậy thôi. Phải không? Dạ Bây giờ mình trở lại câu chuyện của cô nói là khi ông thân cô mất á, cô ông thân tức là ông cha của cô mất á, là cô rất là buồn, cô khổ vô cùng, thấy chị không? dạ Mà ông mất là ông chết là mấy lúc đó mấy tuổi? dạ 90 tuổi, 91 Ôi trời tuổi sao. đất ơi, mô Phật. Sao ông đợi tới 100 tuổi rồi buồn luôn? Sao được rồi sư? Như Dạ vậy cho cô nói cái câu đau đó buồn. tức tách ra là cô không hiểu thế nào là cái sự chết của cuộc đời hết trơn. Dạ cũng biết vậy nhưng mà khi mà bắt rồi thấy nó cũng buồn lắm sao. Điều đó có nghĩa là cô không có tu, cô đọc không à, cô biết không à. Dạ. Lỗi là lỗi tại cô chứ không phải là tại cái tâm cô đâu. Là cô nghe kinh Tín Pháp Đức Phật nói vô thường khổ vô ngã, đời mình có sanh già đau chết, nói cho vui chơi chơi vậy thôi à. Một người mà sống tới 91 năm rồi mà bây giờ mình chết mà cô cũng buồn giải dụa như vậy, một khổ một người mà con cô mà hai mấy mấy 20 tuổi 30 tuổi thì cô còn giải dụa đau khổ tới chừng nào nữa. Dạ, chắc vậy á sao? Đức Phật nói sao mà ngu như vậy, nói vậy đó. Tại sao không hiểu ra rằng là con người ta khi mà đã vô tới đây rồi, đã sống đã sinh ra rồi là phải chết, hiểu không? Không hiểu điều này, do đó cứ là ở cứ ôm mà. Dạ lúc đầu con cũng nghĩ vậy nhưng mà khi gặp rồi nó cứ buồn à. Lúc đầu cô nghĩ vậy nhưng mà cô không tiếp tục tu chút nào hết. Cô sau khi mình nghĩ rồi cô phải đi tiếp tục tu, cô tập tập hành thiền, mà cô nhắc cô mỗi ngày ta đây phải có sự già, đây có phải có sự đau ốm bệnh tật, ta đây phải chết. Chẳng phải nhớ một chút đó rồi thì bỏ đi đâu, bỏ đi bữa nào nó buông nữa. Tự kỷ ám tỷ chắc nó hoài. Cô muốn thằng con cô mà nó làm cái chuyện tốt á, cô phải gặp nó, cô phải chỉ nó và cô nhắc nó hoài, con à, nhớ cái này là con nên làm con này. Còn nó một lần nó quên, nó bỏ đi chơi chỗ khác mà. Cái tâm của mình nó giống tâm con nít, không có được huấn luyện, không được dạy dỗ, làm đứa làm con nít trong cái thân xác của một người lớn. Vì vậy một vị thần sư ngài nói mình già nhưng mà cái tâm mình là tâm con nít, nó buồn, nó hờn, nó giận hờn những cái chuyện mà chuyện tự nhiên không à, chết là cái chuyện tự nhiên mà. Bây giờ chính một người 91 tuổi là ông thân của cô chết mà cô buồn, cô rãy rủa, cô giá dỗi, cô đi không được, thì bữa nào những cái người trong gia đình cô mà trẻ hơn mà chết thì cô tính sao đây? Ai ở đó mà gửi cho cô? Mấy Đức Phật khi mà ngài nhìn như vậy, ngài nói trời ơi chúng sanh u mê quá, không hiểu gì hết trơn. Những cái chuyện sanh già đâu chết là chuyện tự nhiên mà. Muốn đi ngược trở lại, đi ngược mới buồn mới khổ chứ. Vậy bây Điện giờ là cái sư lối nói của cho mình nó cô không tu gì đó, tập nữa. cô Thư nghe. Khi mà có câu chuyện xảy ra trong gia đình mình, bây giờ cái việc trước tiên mình nhắc mình, bây giờ nhân duyên nghiệp lực, ba mình đã sống 91 năm rồi, bây giờ ba mình chết, con mình nó đã sống 10 năm, bây giờ nó đã sống 20 năm, 30 năm rồi, bây giờ nó đi, mình không có làm gì được. Ta đi theo nghiệp của ta mà, ta đi theo nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra từ mình. Bây giờ đó ông tới đây là ông là cha của mình, là tại vì nhân duyên nghiệp lực của mình với ông. Bây giờ tới lúc mà ông phải đi thật đi thôi. Và bây giờ như thế nào tâm mình buồn, mình biết tâm mình buồn, vừa nhắc nhở nó vừa chỉ nó cái này là chuyện tự nhiên.
người mà một khi mà đã sinh ra rồi thì phải chết, chắc có ai mà sống mãi đâu. Dạ. Dạ là dạ anh sao? Dạ cũng hiếu vậy, nhưng mà khi đụng chuyện rồi là nó thì bây giờ sư nói cô hiểu một cái là cô hiểu rồi đó, nhưng mà cô không có nhắc cô hoài. Dạ. Thiếu tu ở chỗ đó. Bây giờ mỗi ngày nhắc cô đọc cái bài thôi. Đức Phật dạy mình này, cái câu này, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Cũng có cái bài đó, xin anh Eric anh có cho anh đưa cho. Ta đây bệnh tật phải mang này, thế nào tránh thoát được an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành rồi đó. Nói chi cho nhiều, nhắc nhớ quay mỗi ngày mà. Rồi hành thiền nữa. Hành thiền là tại vì sao mình hành thiền? Khi mình hành thiền cái tâm mình yên, khi mình chỉ cần nhắc một chút nó nhớ kỳ lắm. Còn bây giờ tâm mình lao sao, nó chuyện này chuyện buông, chuyện ban, chuyện làm, chuyện ăn, chuyện nhà, chuyện cửa, đủ thứ chuyện, không có chịu bỏ thì giờ ra ngồi thiền để giúp cái tâm mình nó yên xuống. Khi tâm mình nó yên xuống, nó lắng xuống rồi thì những cái gì là được Phật dạy, trời ơi, nó thấm ghê lắm. Rồi mình gì nữa, mình thấy rằng mình chết từng sát na một trong này, cái thân mình nó lên đó nó tắt, cái thân này nó tới đó rồi nó mất, phải đi từng giai đoạn vậy thì mới bền vững được chứ. Nghe chưa nói không? Dạ không nghe. Ừ. Bây giờ đấy, xin anh Derek một cái bài kinh gọi là năm điều quán tưởng, rồi cô mỗi buổi tối trước khi đi ngủ cô đọc cho sư. Dạ, con thuộc bài đó. À, thế sao thì mình đã theo theo khổ đấy. Ai gì đại chú á, thôi tôi sợ quá. Được quá là sư. Thuộc nhưng mà con không có áp dụng. Không áp dụng, không áp dụng, hoàn toàn không áp dụng. Nãy giờ làm tôi giả sức bức mệt nữa. Trời ơi, tôi đọc tới đọc luôn. Thôi chắc cũng chắc phải nghỉ cho rồi, cho mệt quá, nói một lát ra la ông sùng nữa. Cho con hỏi đi sư. Ai hỏi ai đó. Giọng dạ, đề con... giống cô Kim quá, không biết phải không. Dạ con đúng rồi, con đang bệnh quá chừng. Đây, cô Kim. Con đang bệnh quá chừng sư ơi. À, thấy cô Thư thấy không? Đây con thang nữa này. Con bệnh thì bệnh rồi dạ. Con bệnh thì con cũng ráng con ngồi thiền, mà ngồi có nửa tiếng là đã quỵ luôn. Thế quỷ, là phải lên thiền. Giường. Nằm thiền. Dạ con nằm thiền thì con giữ ngủ. Hơi thở. Không, con giữ hơi thở. À, con giữ hơi thở nhưng mà suy nghĩ thì nó tới nhiều quá. Không sao. Rồi mà mình cũng biết suy nghĩ rồi cái ăn lát. Về hay thở cái nó suy nghĩ, thành ra con nghĩ, mình suy nghĩ, cái suy nghĩ nó làm cho mình cũng bệnh thêm nữa. Bởi vì sư nói là khi mà mình biết suy nghĩ rồi, mình nhớ mình trở lại trong hơi thở. Dạ. Trở lại trong thân này, không ngoài phải hơi thở không thôi này. Ví dụ mà khi mà cô Kim nằm á, cô thấy là cái tay cô đụng ở đâu cô cũng biết này, cái mặt biết, cái trái biết này, đụng này, hơi ngoài hơi thở này, đụng này, cái mông mình đụng này, cái đầu mình nằm trên gối đụng này. Trong người mình nắm mình biết này, thêm nhiều đối tượng vô nữa chứ không phải hơi thở không thôi. Thư dạy nhiều đối tượng mà cảm giác biết là bao nhiêu. Yeah. Phải không? Chấn động, yeah. Cảm giác rất là nhiều đau, tâm khó chịu vô cùng, đau mà ra tâm khí chịu được. Đó cái đó là cái mà Phật tử ít khi mình nhớ tới lắm. Cái chạy chút chút vô trong 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 hơi thở rồi cái thôi không có cái trong buông tay. Bây giờ nằm yên nhắc nhở mình đó, bây giờ cái bệnh này mình không có làm gì được. Bệnh này bây giờ chỉ còn làm một cái là uống thuốc có Phật mà thôi. Uống thuốc có Phật là sao? Nằm chữ yên. Đừng có trăng qua trở lại. Duy trì chánh niệm giống như mà ngồi thiền vậy. Mình đã ngồi rồi, mới ngồi không nổi. Thì bây giờ nằm yên cho cái thân nó nghỉ. Nhưng mà để cho cái tâm nó làm việc. Tâm nó hay biết hơi thở này. Nếu mà nó không biết hơi thở, để tay bụng quay thì nó có thấy không? Đó. Rồi ngoài hơi thở này đó, nhắc hỏi. Có nghe được cái sự xúc chạm không? Có nghe được tiếng động không? Có nghe được tiếng động gì không? Không nghe được tiếng động thì cái tay mình để đâu mình có biết không? Cái mông mình ở đâu mình có biết không? Đó, mình hỏi như vậy tức là mình ràm đi tới cái tâm đó, cho nó biết động này, nó năng động lên một chút. Hiểu không? Bởi vì khi mà cô bệnh đó, là cái tâm cô nó yếu lắm. Vì vậy mình phải bắt nó làm việc một chút để cho nó sống vậy, nó năng động trở lại. Nghe em cô Kim? Dạ con nghe. Tập nha. Bây giờ nằm yên này. Nằm yên, coi nằm yên không có không cần biết nó ngủ không thành vấn đề.
Bây giờ mình chánh niệm được cái gì đây? Mình đang chánh niệm về hơi thở phải không? Rồi, ngoài hơi thở này, cái tay mình để đâu mình có biết không? Cái mông mình có biết không? Cái chân mình có biết không? Mình để cái mềm trên bụng mình có thấy cái sức nặng không? Cái môi của mình như thế nào? Bây giờ nó đắng hay nó ngọt? Đó, thấy không? Các ngàn các bạn đối tượng để mình quan sát à? Mình chỉ ở trong một đối tượng hoài cho nên nó tâm mình nó nguội lực cái nó ngủ luôn à? Dạ con có thì nó mệt thì nó mê thì nó ngủ, nhưng mà con dậy thì con ngồi thiền. Đừng cô nãy... ngồi nữa, cô tập nằm cho quen. Cô có ưa ngồi không à? Thấy không? Cô ngồi cái mà thả xuống cái đầu cô uể oải là con ngủ đang bệnh mà ra bắt nó ngồi hoài được. Mà nếu mà sợ ngủ á, lấy một cái gối cho cao cao dựa lưng, halfway á, hay là ngồi nửa nằm nửa ngồi đó, thoải mái, được ghi nhận. Giáo sư khi nào sư bệnh hay là sư đó, mà cô kia biết sao không? Thực sự nói, khi bệnh á, chỉ đơn giản là làm cái sao mà có được chánh niệm, biết tâm mình khó chịu, có chánh niệm rồi này, biết cái thân của mình nó đang khó chịu, đang nóng, đang nhức, đang khó chịu, có chánh niệm này. Thì bạn chỉ cần đơn giản làm thế nào mà duy trì cho được chánh niệm trong khi mà bạn bệnh là cái sự thực tập nó tới rồi. Nó đau bây giờ nó trở thành là một cái đối tượng để mình quan sát. Vì vậy khi cái tâm của mình mà đau, ông thực sự ông trong một cái bài giảng ông nói khi mà đau rồi là cái tâm mình không có muốn để ý bên ngoài, nó mệt mỏi lắm. Nó chỉ để ý rất nhiều trong cái thân này này. Cái thân này ra cái đầu nó nhức này. Nó nóng này, nó khó chịu, nó bực bội này, nó suy nghĩ này, cảm giác rất là nhiều này. Đừng có cần đi tìm kiếm xúc chạm ngoài trong trong thân mình, cảm giác rất là dữ này. Đừng có nói chuyện mà đau nữa, bây giờ buồn ngủ này. Sư ngồi thiền á, bây giờ chút xíu á, bây giờ bên phôi đa là 8, 9 giờ cái 10 á, sau khi mà sau cái gì xong rồi là sư vô sư rửa mặt cho mày, là vô sư ngồi là thấy cái tâm sư. Trời nó chạy. Chạy 100 cái số một giờ bởi vì nó trảo nó lại. Mình nãy giờ mình nói gì về Phật tử nó trảo nó lại chứ đâu có phải là nó biến mất đâu. Rồi mình nhắc mình nữa, lần tới phải nhắc, phải nói cái này, lần tới phải nói cái kia, rồi nói cái nọ này, thấy không? Đó, rồi nói, nghỉ một lát rồi thì nó mệt, mệt thì nó buồn ngủ. Khi mà buồn ngủ thì cái đầu nó rất là nặng, nó gục xuống vậy này, thấy không? Rồi cái tay, cứ để cái tay nó bụng nó đè xuống. Rồi cái bàn tay này nó rất là nóng, cứng. Tất cả những cảm giác nhận được lắc tỉnh hồi nào thôi. Quá là hay, đối với sư thiệt tuyệt tuyệt vời. Thành ra lúc nào bây giờ để mà cái nào sư mệt mỏi mà sư buồn ngủ là sư ngồi, ngồi được sư nằm, nằm được ngủ thôi không sao. Còn bây giờ cô mà nằm xuống không có ngủ được, tâm suy nghĩ ghê lắm, chạy 120 giờ mà sư ngồi vậy, sư để đồng hồ ngay trước mặt sư, mấy giờ rồi, 9 giờ phải không? Bây giờ ngồi 10 phút thôi, coi thử nổi không? Thế 10 phút thì chịu hết nổi. Thế 5 phút nữa coi nổi không? Chưa được, 5 phút nữa coi thử sao? Qua chừng 20 phút là xong. Giờ sau ngồi sau là cứ muốn ngồi thì ngồi, không ngồi thì đi ngủ. Vì vậy này, nhức nhối này, nóng nảy này, nặng đầu này, rồi cái gì đây, nặng đầu, cái tay nó rất là nặng này, nó đè này. Cái lưng sau lưng nó mỏi này, tâm suy nghĩ rất là nhiều này, đó đó là những cái mà sư sẽ gặp này. Chút xíu nó sư vô sư ngồi, đi vô tới ngồi là nó nói không thôi, ngồi chi, ngồi mình mới giảng, ngồi nghỉ một chút cho khỏe thì nghĩ là nằm ngủ kho sao. Bây giờ vô ngồi quay thử sao, kiểu nói thì ngủ. Những cái lúc mà khó khăn như mình ráng mình tập thì từ từ nó sẽ đem, nó gọi là confidence, mình tự tin. Thì trong hoàn cảnh khó khăn nào mình cũng qua tới được cái trận. Hôm trước sư dặn quý vị nghe sư nói cái chuyện cái cô bên bên ở ngoài Hà Nội không, sư nói ông già 71 tuổi rồi, bây giờ ung thư, bây giờ làm sao mà muốn cho sống hoài được đây thì phải chết thôi. Bây giờ đây này, trong lúc mà khó khăn như thế này này, cha mình sắp chết này, mà mình đau rất là nặng này, anh mình cũng bị bệnh này, bây giờ mình tu hành được bao nhiêu, hãy cố gắng giữ cái tâm mình cho yên ổn. Đơn giản là giữ tâm yên ổn thôi thì tự nhiên nó sáng ra. Còn khi mà gặp khó khăn cái mình buông tay, ôi trời ơi khó quá, ôi khó khăn quá, ôi đau quá, ôi nhức quá,
rên hừ hà hừ hừ rồi thôi là thua rồi. Chú Kim đâu rồi? Dạ con nghe sư. Nghe nghe nhắc coi làm được không? Ráng làm thế. Con ráng làm ra mà giống như mình hơi quỵ. Cũng ráng thì làm. Lát cô đừng kêu đừng cô ngồi, ngồi chi cho nó quỵ cô nằm đi. Dạ. Đấy. Thì con quỵ thì con mới lên con nằm. À, lên nằm. Con đừng có ngồi nằm. Lúc đầu là thấy nếu mà thấy mệt quá đừng ngồi, ngồi nằm lên nằm. Đấy. Lên nằm mà đừng có nằm luôn nó khó đó. Để cái gối. Dạ. Cao cao, uống thêm cái mền nữa, chống cái lưng lên, nằm halfway, lúc đó đi nằm bây giờ đó, thư giãn. Bây giờ cái gì rõ nhất này? Bây giờ, Kim nằm yên mình, hỏi tự hỏi mình, bây giờ cái gì rõ nhất để bây giờ đây? Cô đau cái gì? Cô nói sư nghe sơ sơ qua thử sao? Con sao con từ hồi mà một năm nay con ở nhà đó, thì cứ ăn vô. Cái tự nhiên cái ba lần rồi thì nó đau bụng rồi nó đi cầu rồi thôi nó bây giờ ớt. Thôi bây giờ nói bây giờ mình nói bây giờ cái gì đau nhiều nhất này, bây giờ cái bụng phải không, cảm giác cái bụng nó rất là khó chịu nó, cái bụng không? con thì nó không có đau mà nó vì nó mệt như sư giống như nó thì nó bây kiệt giờ mệt sức. À, sư hỏi đau cái gì để sư lấy cái đó ra sư nói cho cô nghe, bây giờ nó mệt Mệt dạ con mệt mà cô nằm cô thư giãn thì mệt cái gì nữa. Chỉ có cái người nó mệt thôi là do cái bệnh thôi, phải vậy không? Dạ, chứ cô có dạ. làm cái gì đâu mà mệt nữa. Dạ. Chữ mệt này không phải là theo cái nghĩa thông thường mà đã có lẽ là người nó uể oải. Kiệt sức sư, kiệt sức. Cô làm cái gì đâu mà kiệt sức. Giống như giờ mình đi đứng không nổi nữa vậy đó. À, thì thôi, thì bây giờ sư nói đừng đi đứng nữa mà nằm yên một chỗ. Ê. Dạ. Cái gì chứ nằm yên chỗ chắc làm được cái gì? Dạ. Ừ. Cầm yên xong tôi nằm yên rồi. Bây giờ thư giãn cái thân. Để cái tay như thế nào biết. Để bụng cũng được. Để thẳng tay xuống cũng được. Chân duỗi ra. Đây. Bây giờ cảm giác trong người là cái gì? Cảm giác nào rõ rội nhất? Thấy mệt mệt phải không? Thấy uể oải phải không? Đầu có đau không? Bây giờ nếu mà bây giờ cảm giác đó thôi. Thì bây giờ phải thêm nữa này. Cái tay mặt để đâu này? Biết không này? Cái tay để đâu có biết không này? Cái lưng mình đang dựa vào trong lưng, trong cái gối, trong cái mền, trong cái gì đó mình có biết không này? Cái mông mình như thế nào mình có biết không này? Môi mình ngậm mà hở miệng ra này. Rồi bây giờ mình nuốt nước miếng có thấy không được đó, thấy không? Sư nói là sư nói cho cô sĩ biết cái tập á. Cái còn nằm đó mà mơ mơ màng màng thì nó ngủ à. Thế mà có chánh niệm được rồi thì nhắc nhở này, ông thiền sư ông dặn là hễ mà đã có chánh niệm rồi là cái này này, cái bệnh này này là những cảm giác trở thành đối tượng để cho mình tu tập, nó vun bồi cái chánh niệm của mình. Như vậy mình cảm ơn cái bệnh nữa chứ mình đâu có bực bội với cái bệnh. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng sư. Đúng rồi, thôi, quý vị hồi hướng cho rồi đi, trời ơi kéo không biết chừng nào. Giờ mình đã hồi hướng sư còn 10 phút rồi, 5 giờ thiếu 50. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sa thú lành thay.